Hi, xin chào các bạn. Rất vui khi được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Thì sau sự cố mà những con cá sản mồi lớn của mình đã chết đi, thì bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ cố gắng khôi phục lại cái số lượng cá mà đã chết trong những cái đợt trước. Và chúng ta sẽ bắt đầu nuôi tụi nó từ kích thước nhỏ như thế này, và tới khi nào nó đạt size lớn hơn thì chúng ta sẽ bỏ vào hồ lớn các bạn. Thì ngày hôm nay mình bắt đầu khôi phục từ cái dòng cá tai tượng trước. Và đây là hai con tai tượng châu Phi đen mà mình mới mua ngày hôm nay xong các bạn. Đây là hai con beo đen mà mình mới mua ngày hôm nay. Thì các bạn có thể thấy sự khác biệt giữa hai con beo đen này. Đó chính là một con nó mang cái màu rất là nhạt và thiên về màu trắng nhiều hơn. Còn một con này các bạn xem này, cũng lớn hơn con bên trái một chút xíu thôi, mà nó đã có màu đỏ rồi. Nó đã màu đỏ và đen trên người rồi. Còn con cái bên là chỉ là màu trắng rất là nhạt. Các bạn có thể thấy để mình phóng to lên các bạn xem nha. Đó, các bạn đã thấy sự khác biệt của hai con beo mà mình mua chưa? Khác nhau gần như tới 80% cái màu sắc bên ngoài. Tuy nhiên theo mình được biết thì sau khi chúng ta nuôi tụi này lớn lên thì nó cũng chuyển từ cái màu nhợt sang màu đậm và sang màu đỏ đen thôi. Còn hiện tại con bên trái này chắc nó nhỏ quá, nó chưa lọt màu, hoặc là thức ăn của nó không có giúp nó lọt màu được. Đó, thì hai con này thì các bạn mua với giá chỉ có 20.000 một con thôi nha, khá là rẻ. Và chúng ta sẽ nuôi cho nó lớn lên. Tại vì sao mình lại mua hai con? Tại vì phòng ngừa trường hợp xấu nhất nào đó thì có con nào chết thì vẫn còn một con lại các bạn, để mình thả ra. Thì ngày đầu tiên thì mình sẽ mua cá beo trước, và những ngày tiếp theo thì chúng ta sẽ tiếp tục nuôi tới hồng vĩ, rồi tới chê cọp, rồi tới cá lóc, và tới những con cá mà ngày trước mình nuôi bị chết. Rồi lần này mình sẽ nuôi kỹ càng hơn và sẽ sưu tập lại những con cá săn mồi mà ngày trước mình đã nuôi. Dòng beo là một trong những tai tượng châu Phi, là một trong những cái loài cá mà nó rất là châu bò. Tuy nhiên thì không phải nó không bị bệnh nha, và không phải là nó sẽ không chết. Sẽ có rất nhiều lý do mà khiến con tai tượng châu Phi chết. Thứ nhất là nó ăn thức ăn không tiêu hóa được, ví dụ như là con chép bị bệnh, cá chép bị bệnh, hay là thức ăn quá cứng, ví dụ như là tôm các bạn không lọt vỏ, hoặc là nó ăn thức ăn không tiêu hóa được thì tai tượng của các bạn vẫn có thể chết bình thường. Và đặc biệt là tai tượng vẫn có thể mắc những căn bệnh như là bệnh nấm, vẫn mắc bình thường và có thể chết bình thường các bạn. Tuy nhiên thì nó là một trong những dòng cá dễ nuôi nhất rồi. Rất khó dòng cá nào mà dễ nuôi hơn tai tượng. Không yêu cầu cái lượng nước quá khắt khe, không yêu cầu thức ăn quá là khó kiếm, cũng không yêu cầu oxy hay là suối quá nhiều. Các bạn chỉ cần một cái hồ và có hệ thống lọc bình thường là có thể nuôi được tai tượng này rồi. Thì loài này thì có những con thì rất là hiền, tuy nhiên có những con lại rất là hung dữ. Thì đây là mình mới thả hai con tai tượng vào bên trong. Thì trong hồ các bạn quan sát thấy là mình có cả tép mồi mình bỏ sẵn trong này rồi, và một số con cá chép mồi nhỏ. Thì hồ này có một số cá chuột thì bây giờ mình sẽ bớt nó ra các bạn, tại vì để trong này mình sợ thì tụi tai tượng nó sẽ sơi luôn tụi cá chuột. Có vài con cá chuột trong này. Thì đây là cận cảnh hai con cá cho các bạn xem. Các bạn thấy màu sắc của nó khác nhau không?
khác rất là rõ. Một con đã lột màu rồi và một con chưa có lột màu. Con đỏ đen kia là con lột màu kìa. Các bạn nhìn thấy nó sẽ rất là đẹp và đẹp hơn cái con bên cạnh rất là nhiều. Con này thì nó đang có dấu hiệu thì thường để đạt kích thước to và kích thước lớn thì chúng ta nuôi khoảng tầm vài tháng là nó mới lớn được các bạn. Và các bạn cho nó ăn thường xuyên đi thì nó sẽ lớn thôi. Đây. Thức ăn của nó thì bao gồm chép mồi, cá mồi, tôm đông lạnh, tép mồi, tép đông lạnh, sâu, thịt, và bất kể cái gì mà các bạn có thể ăn được thì đều có thể cho tai tượng ăn được. Nó rất là dễ nuôi và không yêu cầu cái đòi hỏi quá khắt khe. Thì dòng này cái hồ này mình tính mình sẽ mua cả hồng vĩ, mua cả chê cọp và mình thả chung cái hồ này và mình sẽ nuôi thêm ở cái hồ kế bên. Thì đây mình có mua sâu sẵn rồi các bạn. Mình thử xem nó có ăn sâu không nha. Bỏ một vài con vào đây coi nó chịu ăn không. Thì sâu này cũng có thể là một lý do khiến cá của chúng ta bị chết, đó chính là khi con sâu nó chưa chết hẳn thì nó sẽ cắn vào ruột của con cá của các bạn. Nếu con cá nào thiếu may mắn thì nó có thể chết do con sâu này. Mới đầu về thì tụi nó khá là e dè, có lẽ bỏ qua nó chút xíu đi các bạn. Chúng ta sẽ qua bên này cho con ngân long ăn. Đây, chúng ta sẽ đổ sâu vào cho ngân long. Thì ngân long có thể ăn tới 6-7 con sâu một ngày. Và chúng ta bỏ thêm nhiều sâu hơn để chúng ta cho cựu sừng được các bạn. Đó, nó đớp kìa. Từ hồi nó khỏe tới giờ thì nó ăn rất là ghê các bạn. Nó không như xưa nữa rồi. Thêm đi, tại vì tới thời điểm này thì cửu sừng nó ăn cũng nhiều lắm rồi các bạn. Các bạn thấy con cửu sừng hoàng đế của mình không? Nó khá là to rồi và hiện tại nó ăn cũng rất là nhiều rồi, nó không có như xưa nữa. Rất là hao mồi.
Các bạn thấy nó mập không? Ngư cụ sừng hoàng đế của mình mập không? Rất là mập. Thường thì tụi cụ sừng nó sẽ không giành ăn lại được với ngân long các bạn. Con ngân long nó ăn rất là nhiều và nó sẽ giành hết thức ăn của tụi cụ sừng. Thế nên là chúng ta sẽ bỏ nhiều vào mới đủ được cái lượng tiêu hóa của tụi nó, chứ không là cừu sừng của chúng ta sẽ bị đói. Nguyễn Ngân Long ăn nhiều lắm, hiện tại nó ăn rất là nhiều. Dài lắm rồi các bạn, ngân long rất là dài rồi, dài lắm rồi và to lắm rồi. Rồi thì video hôm nay của mình tới đây là kết thúc. Thì các bạn đã thấy sau một hồi thì tụi tai tượng nó đã bơi ra ngoài rồi đấy, và nó đã làm quen với hồ rồi. Thì hy vọng trong những ngày tới thì tụi nó sẽ ăn khỏe, phát triển tốt và sẽ trở thành những con cá săn mồi thật là đẹp. Mình đã mua chép mồi về cho thành cá tự hãn rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ qua cho thành cá tự hãn ăn. Mình sẽ qua cho thành cát ăn các bạn. Đây, các bạn có thể quan sát từ xa và có thể thấy mình cho tụi nó ăn. Theo mình thấy thì chép mồi là một trong những cái nguồn gây bệnh có thể là nhiều nhất và nặng nề nhất cho cá của chúng ta. Rất nhiều trường hợp mà mình mua cá chép mồi về và mầm bệnh từ cá chép mồi sẽ gây bệnh cho cá săn mồi chúng ta và khiến cá chúng ta chết. Tuy nhiên thì mình vẫn chưa biết cách nào để khắc phục được cái tình trạng lây bệnh từ cá chết mồi sang cá mồi các bạn. Để bây giờ nó đã ngấm trong cá như thế này rồi thì mình cũng không biết làm thế nào để có thể hạn chế được nó nữa. Thì còn cách cuối cùng đó chính là không cho nó ăn thôi, không cho nó ăn cá chết thôi thì nó không bệnh được. Và chúng ta ơi, các bạn có thể tới cái sân bỏ tiền ăn kìa. Thì tới ngày hôm nay cũng là ngày thứ tư rồi, ngày thứ tư mà mình ngày thứ ba rồi mình mua thành cá tự hãn rồi. Tuy nhiên thì nó vẫn còn đang khá là rụt rè so với những con cá sấu mồi khác. Thì hy vọng ngày nào đó thì mình sẽ thấy được cái con cá thành cá thứ hãng của mình săn mồi như thế nào và mình sẽ chia sẻ cho các bạn xem. Còn khá là hiền so với bạn bè của nó là cá sấu hòa tiến, thì cá sấu hòa tiến nó nãy giờ nó ăn liên tục rồi. Rồi thì video hôm nay của mình tới đây là kết thúc. Thì hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Mình sẽ thiết lập hành trình mua lại những con cá mà trước kia mình đã nuôi chết, và mình sẽ rút được rất nhiều kinh nghiệm từ những vụ chết như vậy, và chúng ta sẽ chăm sóc con cá của chúng ta kỹ hơn. Và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Đừng quên nhé vào đăng ký kênh cũng như like video của mình. Bye bye.